sao ta, xe này chủ yếu là để chân, cái này chỉ để mà mòn hết cặp vỏ phai tông này chắc đi không biết chừng nào nó mới mòn. Hôm nay mình mới bắt đầu hạ thủy con cà phê tâm huyết của mình các bạn. Con này là con CB250 đang đi gục máy của Nai Hóc, nhưng mà cặp lóc là cặp lóc của thằng Beo. Giờ mình sẽ set up lại hết cái vàng, từ vàng phục cho tới vàng chân, cho phục sau, phục trước, làm lại luôn cái fairing, làm lại luôn hai cái yếm đây che cái lốc máy lại, tại vì một cái con xe 250 cục máy nó nhỏ lắm, nó không có to. Đây là mình chế luôn cái vàng hai cái yếm che dưới đây, che lại luôn cái vàng cục máy luôn, nhìn cho nó hầm hố tí xíu, nhìn chỗ đầy đầy xe. Chứ vậy thì nhìn nó nhỏ quá. Rồi. Cái này mình đang làm cái vàng rá để chịu cái fairing lại. Hôm mốt mình sẽ vô cặp phuộc trước là cặp phuộc Olin. Hiện tại giờ mình đang đi cái cặp phuộc là cái cặp phuộc của thằng Su đời cũ, đời 2004, 2005 nhỉ, chân phuộc xéo. Hôm mốt mình sẽ chơi lại cái cặp phuộc của thằng Olin, đây cái chân hàng 108. Nhìn chó đầy đặn tí xíu. À. Con xe này, con xe mình cực kỳ tâm huyết luôn. Xe này chiếc chiếc mà mình vô đồ hiệu là chiếc đầu tiên, chiếc cà phê này thời mới cưới vợ, xong. À, mình gọi con này đầu tiên, xong rồi mới tới con R6, rồi mới tới con FTR233, rồi mới tới con CB250K1. Để lâu quá, lên mối luôn, không có thời gian để chăm luôn các bạn. Nhưng mà không bán nha. Đối với mình thì cái con xe nào mình dùng mà mình đã để chơi rồi á, mình dọn rồi mình sẽ không bán. Và cái con xe nào mà bán á, mình sẽ không dọn tới nái đâu. Mình chỉ gắn mấy đồ lặt vặt len ken rồi chơi cho vui, rồi bắt đầu đi thời gian trải nghiệm rồi bán. Chứ còn đối với con xe mà mình đã dọn tâm huyết cỡ này thì mình sẽ không bao giờ bán nha anh em nha. Giờ đi lên chỗ chế mũ thôi. Nhưng này là mình chỉ có giữ cái phần ở trên đây thôi. Còn cái thằng này cắt bỏ luôn cũng được, để làm hàng cái miếng mũ nối cho ra giống y chang hình giống vậy luôn, che ra hết cái cục máy luôn. Cái này bất quá mình làm bách sắt chịu lại, che ra tới cái cục máy. Cái này thường thường là làm ngang qua kia luôn có đẹp, hay là làm mất khúc thôi. Đang định làm nguyên cái lường luôn á, cho hai bên phải bắt rời vậy. Ý là ở dưới đáy này là nó bít luôn. Thì bít luôn nha, nó bắt rời, bắt ốc rồi. Mới tháo là được chứ sao không tháo. Này nó sẽ, này nó ra tới đâu ta? Nhẹ ra tới ngay chỗ cái đuôi cá. Cho nó ra sát tới ngay chỗ này không biết. Dọc xuống đây cho nó ra sát tới này luôn. Cái này em cắt gỗ này, mài bớt giùm anh cái này nè, cho nó rộng. Ví dụ mài cho nó cong, tại vì mai mốt là anh lên cái phuộc cái phi bự hơn, lên phuộc ô liền cái phi bự hơn, nên là mài cho nó to ra xíu. Ốc to ra to ra xíu. Này làm mũ cho nó ôm sát vô vậy nè, suông ra ngoài sau luôn mới đẹp. Còn cái đậu trên đây là cái kiến có sẵn rồi, để mai anh xếp cái đèn led xuống để làm cho nó ôm vô đó luôn. Ở đây các bạn bóp lại bớt không? Đang định là, mà cũng không được. Tại vì bây giờ đang định là cho nó bẻ, nó cong quắp theo cái thằng này đẹp hơn nè. Bóp cầm xuống, mà bây giờ có quắp cầm xuống rồi cái kiến cũng đâu vô được. Thấy không? Nói chung là cái kiến mình đâu chế được đâu. Cái kiến đi ôm. Cắt bớt cái phần này nè. Đắp cái phần này lại nè. Đắp cái phần này lại, cắt bớt cái phần này cho nó cong cái phần này. Từ cái này nó bẻ hết lái là... Đào hết được, còn khúc được. Là đắp bớt định xét ở đây luôn hả? Cho nó vừa vô thì nó nhìn nó mẹ rộng quá đúng không? Nó rộng mà có phần nó bị gãy quá. Để mai anh đi kiếm mấy kiến, anh gửi cái kiến xuống luôn để cho thành hình luôn. Kính với cái đèn luôn đi. Này cỡ mấy ngày xong? Trước trước thứ bảy không? Rồi cha, xong gì kia cái đó không rồi. Trước thứ bảy kịp không? Không, không kịp.
nhớ nhớ nha, canh cái này cho nó ôm theo cái thùng xăng, cứ đưa ra ngoài thì nó sốc. Ừ. Đó, thì nó ôm ôm theo vô cái tới thùng xăng này nè. Rồi đâm nó đâm xéo xuống. Nó che hết cái khúc máy này luôn á. Ừ. Nói chung là che tới hết cái cục máy này, lòi cái này ra thôi. Rồi ok. Cuối cùng thì làm xong cái phần fairing cho em nó rồi các bạn. Thì cái này trước mình mua, mình ship về của Trung Quốc á. Mà để ấy cái phần ở trên nó xô nguyên cái cục máy 250g, 500g nó nhỏ quá. Và những cái con xe mà cà phê ray á, là đúng ra là phải cần cái cục máy, cái đầu lòng nó xô ra, phải nhìn nó đầy, nó bự. Thì anh em nhìn nó mới sướng được cái con xe. Mà giờ đó con xe của mình, cặp bánh nó quá bự. Cặp bánh này nếu mà mấy anh em nào mà chơi cà phê lanh quanh cách đây nó khoảng tầm cỡ 9-10 năm thì các bạn cũng biết giá trị của cái cặp vỏ này nó mắc cỡ nào các bạn. Mà bây giờ chắc mình cũng để giữ zin cái cặp vỏ này lại luôn chứ giờ đâu có thể nào mà bỏ được. Với lại mình sao ta, xe này chủ yếu là để chân, cái này chỉ để mà mòn hết cái cặp vỏ phai tông này chắc đi không biết chừng nào nó mới mòn. Đây mấy bạn nào mà hồi xưa mà đi cái vỏ mà gai mẫn cầu giống vậy, mấy bạn biết được cái giá trị cặp vỏ phai tông thời điểm cách đây khoảng tầm 10 năm trước, ship về nó phải trên 10 triệu. Còn bây giờ thì 10 triệu mấy bạn sẽ mua được những cái cặp vỏ gọi là Super VIP Pro. Trên 10 triệu các bạn có mua, thể mua được Super Corsa, mấy bạn có thể mua được Rosso 5. Nhưng mà đối với cái này bây giờ, hiện tại bây giờ là nó gai kia nó còn ok. Tuy nó quá đắt nhưng mà thực tế những cái con xe cái hệ cà phê giống vậy, mấy bạn chạy cà phê vòng 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 Sài Gòn lanh quanh đồ này nọ, với tour ngắn 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 chạy đường thẳng đồ, chứ không phải mình bo cua mình xào chẻ đồ các thứ. Với những cái con xe mà cái hệ bánh béo giống vậy á, mấy bạn chủ yếu mấy bạn đi mấy bạn xô hàng là chính, chứ không phải là để mấy bạn chơi theo cái dạng mà đua bơi. Nên là mình không cần thiết là phải thay cặp vỏ mới. Mùa này là mùa suy thoái mà, cái nào tiết kiệm được thì mình sẽ tiết kiệm. Còn cái này là cái fairing đợt trước mà mình có ship về, này là của Trung Quốc các bạn. Vô thì đúng cái fairing này nó chỉ có là từ ngay đầu cái đầu này là nó ngang tới đây thôi. Mà mấy bạn xô hết cái cục máy 250 ở đây ra, đâm ra nhìn cái xe nó rất là nhỏ. Cái đầu nó bự, bánh nó bự mà cái cục máy nó nhỏ quá. Mà cái con xe này là con xe kỷ niệm nữa, nên là mình không thể nào mà mình bán là mình quất cái con xe mà cái cục máy nó lớn hơn. Điều đó rất phí. Tại vì mình đang muốn chơi một cái thể loại, mỗi thể loại mình có mỗi con xe để mình sưu tầm. Ví dụ giống như Rambler thì mình dọn từ cái con FTR 23 qua. Rồi Next thì Tracker thì mình dọn từ cái con CB250K1 qua. Còn cái con cà phê ray thì mình dọn từ cái con CBT lên full cục máy 250 của thằng Mai Hóc, lên thành cái form dán của thằng cà phê qua. Thì con này mình bỏ phế nó cũng khoảng tầm hơn 2 năm rồi, đồ nó xét hết rồi. Mai mốt mình đem ra mình xi xiết đồ lại hết hoàn toàn, mình dựng lại hết. Rồi cái phần này là mình mới gia công lại. Thì cái này mình làm cho cái phần bên hông nhìn nó che, nhìn cho nó lạ, nó đổi mới tí xíu. Nó che cái phần cục máy lại để cho nó nhìn nó đầy cái xe. Cái phần bên ngoài là mình sẽ tạo khuôn bằng nhựa ống nước. Còn cái phần bên trong mình sẽ gia cố bằng composite. Thì nó sẽ làm gì? Mặt trong gia cố bằng composite nó sẽ cứng hơn, nó sẽ nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn là cái nhựa ống nước. Thì cái này chủ yếu là nếu mà mấy anh em mà nào mà làm đợt 2 á, thì mấy cái này mình có khuôn mình làm nền sẵn rồi. Thì mình đổ khuôn cho cái con nền này, mình làm bát đưa qua. Ở đây mình có làm cái xương sắt bắt từ trong cái sườn ra, nói chung là nó cứng ngắc. Đây, em thấy trong đây ha, dàn xương sắt ở trong là mình làm là nó cứng ngắc rồi, nó không còn gì để hoàn nữa. Còn cái phần đầu đèn mình sẽ sử dụng là cái đầu LED tool của thằng Trium. LED tool này là xài cho Trium mấy bạn. Những cái hệ đèn 7 inch vô là nhìn cái con xe nhìn nó cũng có gì gì đó, nó sẽ thể thao, nhìn nó sẽ năng động tí xíu. Còn cái gáo này hồi xưa lúc mà mình ship về là cái kiến này nó là màu trắng chứ không phải là nó là màu khói đen. Mình về mình mới che lại, mình sơn lại là màu khói đen, tới bây giờ mới ráp lên, giờ nó dơ như quỷ. Giờ phải xả quýnh bóng lại hết. Con xe này mình dựng lại hết từ A đến Z. Cặp dĩa trước là đang sử dụng là cặp dĩa R1 nè. Nói chung là nguyên cái set phuộc.
nguyên cái set phục trước, phục sau, mai mốt mình sẽ tháo ra mình bỏ hết. Mình lên cái set trước là set phục của thằng Ulin hoặc là set phục của thằng BBF. BBF là cái set phục nó có bình dầu dưới đây nè. Rồi vô cặp heo M50. Còn set dĩa sau thì mình vẫn lại giữ lại cái bánh cũ. Chứ bây giờ mà xé ra mình làm lại chạy CNC đồ lại mọi thứ nó tốn tiền quá. Nói chung là nó rất là tốn tiền anh em. Như này là mình vẫn giữ lại cái set dĩa sau, xài heo hai bít đối xứng màu đen. Bát này hồi xưa vẫn chạy CNC. Còn cái niền này chắc là mình thay căm mới, đầm mình vẫn giữ lại. Còn cái vàng niền là mình sẽ sơn lại màu đen luôn, rút căm lại, cặp vỏ mình giữ lại. Cái đuôi sau mình sẽ nâng lên quanh lanh nó khoảng tầm 2 cm. Cặp phục vô lại cặp phục Ulin. Hồi trước có phục Ulin nhưng mà tháo ra bán cho cái anh CB400 mất tiêu rồi. Nên là bây giờ mình đang lấy cái phục AB mình gá lên đỡ. Mọi thứ trên xe là chắc là mình sẽ dựng lên hết, từ cùm công tắc cho tới cùm côn, cùm thắng, dàn áo, sơn, rồi nhông sinh dĩa. Nói chung là đợt này dựng lại cũng tốn cũng khá là nhiều tiền anh em. Cũng vài chục. Ừ. Vài chục là đối với dân thợ thôi. Ví dụ mà đối với khách á, nọ mà lên cái set phục BFF với lại cặp dĩa Ranfer hoặc là Rambo, cặp heo, nhiêu đó không là tốn của anh em cũng hết khoảng tầm 60 triệu rồi. Riêng cái set phục trước không á, tốn anh em khoảng tầm 60 triệu rồi. Chưa tính tiền dựng si, siết đồ lại mọi thứ nữa. Nói chung là mỗi người người ta sẽ có một cái cách chơi xe khác nhau. Giống như mình thì mình thích mua về mình chơi, mình lưu giữ kỷ niệm sưu tầm. Như xe này hồi xưa là mình mua cái con CVT 125 là nguyên con xe zin hết, về là xả ga. Bữa trước bữa sau là mình xả ga cho nó nát bét hết luôn, không còn gì để xả nữa. Bắt đầu là mình dựng lại hết từ A đến Z. Thành cái con xe giống vậy thì nó ra tới khoảng tầm 3-4 cái option. Như này hiện tại là mai mốt là mình sẽ sửa lại cái gác chân sau nè. Cái gác chân hồi trước là nó hơi lùng. Mai mốt là mình lên cái foam cà phê giống vậy rồi là mình sẽ đưa gác chân lên cao tí xíu nữa. Hiện tại giờ là cái gác chân nó hơi thấp. Làm cái bát CNC dời gác chân lên. Gác chân này là cái gác chân nó cũng tuyệt chủng luôn nha. Gác chân này hồi xưa là của thằng Arasi làm cho FZ150. Cái thời điểm cách đây khoảng tầm 6-7 năm trước rồi các bạn. 6-7 năm trước là nó ra cái bộ gác chân này cho thằng FZ150. Thằng này nó là giờ hiện tại cũng tuyệt chủng rồi. Chắc mai mốt mình sẽ tháo ra mình anode lại màu đen đó bạn. Chứ hồi xưa mình mua nó là màu xám nâu nâu. Hiện tại là bây giờ nó bay màu hết luôn rồi. Mốt mình đem ra mình xi lại màu xám đen. Cặp phục này mai mốt là mình sẽ xả bán lại chung với lại cặp heo full bộ bát luôn. Mấy bạn nào mà có mua thì liên hệ mình. Cái này chắc mình cũng xả rẻ. Cái phục này là của thằng Su ha. Cái ti này hiện tại là nó chưa bị xước gì hết. Chẳng qua để lâu quá nó bị đóng ten ở chỗ này nè. Các bạn về, các bạn vệ sinh lại là hết. Bán luôn cặp heo, luôn bộ dây dầu với lại cặp phục lanh quanh đâu đó nó khoảng tầm 6 triệu rưỡi 7 triệu thôi. Nói chung là giá rẻ hơn cho mấy bạn. Giờ mấy bạn kiếm riêng cái cặp heo Rambo của thằng Ducati này không, mấy bạn mua cũng khoảng tầm 4 triệu rồi. Đúng không? Cặp heo này không mua khoảng tầm 4 triệu rồi. Chưa tính cặp phục. Bây giờ cặp phục mình nói thiệt, cặp phục này tháo xe của Su đời cũ. Mà bây giờ cặp phục hay không mấy bạn mua, tính ra cặp phục có nhiêu, có 2 triệu bạc à. Là quá rẻ thúi luôn. Hiện tại là bộ kit ở trong là vẫn còn yên nguyên. Chẳng qua là để lâu quá nó bị xì dầu thôi. Chứ còn kit kiết là chưa có chế cháo gì hết. Các bạn nào mà cần thì cứ liên hệ mình, xả lỗ luôn. Riêng mà hai cái bát CNC để cho cái chân phục này vô cặp heo này không, hai cái bát này không mấy bạn tốn khoảng tầm 3 triệu thôi. Nếu mà bây giờ mấy bạn chạy một cặp này, chạy rồi thì nó rơi vào, nếu mà khách ngoài cũng khoảng tầm 4 triệu cặp bát CNC. Cặp heo khoảng tầm 4 triệu hết 8 triệu. Cặp phục tệ lắm, nếu mà cái chân cũ giống vậy, mấy bạn rớ vô upside down. Tệ lắm, mấy bạn rớ vô cũng phải 3-4 triệu cặp là tệ. Đó nghĩa là mấy bạn về, mấy bạn tự phục hồi, mấy bạn tự chế biến rồi nọ. Nó cũng phải là trên 4 triệu. Mấy bạn mới rớ được một cặp phục upside down giống vậy. Còn bây giờ mình xả full set bao gồm là heo, bao gồm là dây dầu, bao gồm là bát CNC, bao gồm là cặp phục. Mà tốn có nhiêu? 6-7 triệu bạc à. Giá rẻ bất ngờ, không gì để bàn đúng không? Rồi. Sơ sơ thì cái con này là cái con đứa con tinh thần, đứa con đầu tiên mà mình chơi bước chân vô cái làng xe độ bạn. Đúng ra cái con này là cái con đầu tiên là CBT 125.
là cái con đầu tiên là chơi xe độ về cái mảng mô tô á. Con thứ hai là con FTR 233. Con thứ ba là thằng CB 250 K1. Và cái con thứ tư là con Yamaha R6. Mấy bạn hỏi giờ mấy xe kia đâu à? Giờ nó vẫn còn, nhưng mà hai con xe kia mình để ở dưới nhà vợ. Lâu lâu cái mình mới đem. Mấy bạn nào mà theo dõi mình lâu, mấy bạn sẽ coi cái con FTR 23 mà mình dọn Rambler á, mình đi một ga một từ từ Sài Gòn ra tới Quy Nhơn á. Mình đi từ 7 giờ tối cho tới 8 giờ sáng hôm sau tới. Là đi Sài Gòn Quy Nhơn 700 cây mấy bạn. Rồi. Cái này chắc ngày mai mình mới bắt đầu mình rã ra mình set up tới nó, ngày mai mình cho vô cái dàn phục trước. Mấy anh em nào mà có nhu cầu dọn xe hay độ xe thì cứ alo cho mình 0903678978 gặp Mr. Ken mấy bạn. Cái này mà dự kiến là lên lại thành hình, lên cái set sơn xiết đồ lại hết, vô phụ u liền, chắc cú, nhìn nó hơi bị bét ha. Rồi, cảm ơn em nhiều.